Thưa quý vị, trước thời tiết nắng nóng kéo dài, khô hạn trên diện rộng, tại các xã vùng biên giới tỉnh Gia Lai hầu hết người dân thiếu nước để sinh hoạt. Để giải quyết nhu cầu trước mắt cho bà con, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 72, binh đoàn 15 đã huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ. Người dân huyện Đức Cơ cho biết tình trạng nắng nóng khô hạn dẫn đến thiếu nước sinh hoạt đã diễn ra cách đây 2 tháng. Mặc dù trên địa bàn thôn có bồn chứa nước nhưng do thời gian gần đây không có mưa nên bà con thiếu nước trầm trọng. Không chỉ nước phục vụ cho nông nghiệp mà nước sinh hoạt cũng không có. Người dân phải đi mua nước bình về để nấu ăn. Khi nghe thông báo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 72 chở nước cấp cho dân, ai cũng hồ hởi dùng xô, chậu, thùng phi, can để nhận nước. Cũng trong bối cảnh hạn mặn, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tuyên truyền người dân có hình thức linh hoạt trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn nước ngọt. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô. Trong đó cần theo dõi chặt chẽ diễn biến về thiên tai thời tiết cực đoan, nhất là nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Kiểm kê nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án, kế hoạch phòng chống. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị xác định các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt để chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Thưa quý vị, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là địa phương có điều kiện khí hậu lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sinh thái, nông nghiệp. Cùng với đó là cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng và hệ thống tài nguyên văn hóa đặc sắc, độc đáo, hệ thống di tích văn hóa lịch sử hào hùng. Mới đây thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công nhận khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là khu du lịch quốc gia. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nằm trên địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, với độ cao trung bình từ 800 tới 1.000 mét so với mực nước biển. Điều kiện địa hình chia Mộc Châu làm 4 khu vực chính: cao nguyên, vành đai cao nguyên, khu vực dọc sông Đà và khu vực biên giới. Mỗi khu vực có một lợi thế riêng trong việc định hình sản phẩm đặc trưng. Việc được công nhận là khu du lịch quốc gia sẽ tạo động lực quan trọng để tỉnh Sơn La nói chung, hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ nói riêng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa du lịch tại đây ngày càng phát triển, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, xứng tầm là khu du lịch quốc gia. Thưa quý vị, trong số 110 sản phẩm OCOP, tỉnh Sơn La có một sản phẩm đạt 5 sao. Con số này còn khiêm tốn so với tiềm năng lợi thế của địa phương. Các sản phẩm chủ lực độc đáo có sức cạnh tranh đang được Sơn La lựa chọn, định hướng để xây dựng thành các sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Vâng, và sản phẩm OCOP 5 sao duy nhất của Sơn La mà chúng tôi nói tới đó là sản phẩm cà phê của hợp tác xã cà phê Bích Thao. Để đạt được thành tích này phải kể tới sự mạnh dạn thay đổi của hợp tác xã khi mà đã đưa vào canh tác giống cà phê mới, ứng dụng quy trình canh tác hữu cơ và chế biến theo quy trình hiện đại. Vâng, và nhờ chú trọng vào nâng cao chất lượng sản phẩm, cà phê Bích Thao hiện giờ đã có thị trường tiêu thụ ổn định, đặc biệt xuất khẩu tới 97%, mang lại giá trị kinh tế cao cho các hộ liên kết. Cứ mỗi năm vào vụ, gia đình chị Bắc lại tất bật với việc thu hái cà phê. Năm nay cà phê được mùa, được giá, nhưng điều làm chị Bắc phấn khởi hơn cả là toàn bộ 4 hectare cà phê cho sản lượng khoảng 80 tấn quả tươi của gia đình đều được hợp tác xã cà phê Bích Thao bao tiêu với giá cao hơn mặt bằng thị trường. Hợp tác xã Bích Thao nên là bán nó sẽ được giá cao hơn vì nó có những cái đơn hàng do công ty Bích Thao hợp tác với những các công ty khác để bán thì nó được giá cao hơn. Hợp tác xã cà phê Bích Thao là một trong những đơn vị tiên phong trồng khảo nghiệm giống cà phê THA1. Trải qua 5 năm, giống cà phê này thể hiện ưu thế so với giống bản địa. Kết hợp với phương thức canh tác hữu cơ giúp cà phê đạt chất lượng tốt, đường kính quả lớn, mẫu mã đẹp, quả sai và có độ đường cao. Đây chính là nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm cà phê đặc sản đạt chứng nhận OCOP 5 sao. Nó đã là cái giống thuần chủng là Arabica nhập khẩu từ ở Colombia và Brazil về. Và thứ hai nữa là được tức là trồng bằng phân hữu cơ thì cái quả nó to bóng nhẫy và nó không bị nhám như này. Từ lá cây lá cái thứ là nó rất là đẹp. Và thứ hai là cái độ đường của cái quả cà phê này nó rất là cao. Nếu như đo của ngày hôm nay trời nắng mà xanh như này thì nó sẽ đang nằm ở cái ngưỡng khoảng độ 25 cho đến 28 độ. Sản phẩm mà cái giá trị nó bán nó cao hơn tức là gấp 3 đến 4 lần tức là cái dòng thông thường. Sản phẩm cà phê Bích Thao là sản phẩm đầu tiên và duy nhất tới giờ của Sơn La được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Hiện 97% sản lượng cà phê của hợp tác xã được xuất khẩu, mang lại giá trị cao và ổn định cho các hộ liên kết.
Hợp tác xã Bích Thao thì đã có những cái liên kết với các cái hộ nông dân sản xuất cà phê trong cái vùng để thực hiện là hướng dẫn tập huấn kỹ thuật cho người nông dân về quy trình sản xuất cà phê theo hướng là an toàn, bền vững, tức là giảm phát thải. Thông qua đó thì với những cái sản phẩm cà phê mà sản xuất theo quy trình đảm bảo chất lượng và có thì sẽ được các cái nhà máy thu mua với giá trị cao hơn. Để giữ vững thương hiệu cà phê, Sơn La dự kiến tái canh cà phê đến năm 2025 với diện tích khoảng 8.000 ha, có khoảng 70-90% diện tích cà phê cho thu hoạch sản phẩm được áp dụng quy trình sản xuất cà phê bền vững có chứng nhận. Vâng, đến nay cả nước mới có 20 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao. Điều đó cho thấy việc thực hiện không dễ dàng đối với bất cứ địa phương nào. Tỉnh Sơn La đã đặt ra lộ trình cụ thể, định hướng xây dựng và đánh giá các sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ các chủ thể tham gia OCOP, phấn đấu có từ 2 đến 5 sản phẩm OCOP đạt 5 sao trong giai đoạn 2021 đến 2025. Và để nâng cao năng suất cũng như là chất lượng, cây cà phê đã được người dân Sơn La trồng tái canh và lai ghép cải tạo. Đồng thời những năm qua, chính quyền tỉnh Sơn La đã chỉ đạo hướng dẫn hình thành vùng sản xuất cà phê chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất cà phê có chứng nhận theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Vâng, và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục Đường về nhà, cùng ngắm nhìn những cánh đồng cỏ bàng xanh mướt dọc dòng Ô Lâu xứ Huế mộng mơ. Thưa quý vị, sự phát triển của hệ sinh thái tự nhiên cùng với sự hình thành những vùng đất trũng quanh năm ngập nước đã tạo điều kiện cho cây cỏ bàng phát triển mạnh mẽ ở làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đầu tháng 4 là thời điểm mà cỏ bàng đã đủ độ để thu hoạch. Nếu xa xưa cỏ bàng thường mọc tự nhiên dọc các bờ ruộng, thì ngày nay do nhu cầu về nguồn nguyên liệu nên người dân ở làng Phò Trạch đã dành ra một khoảng đất chuyên để trồng loại cây này. Và hơn 400 năm làng hình thành cũng là chừng ấy thời gian mà cây cỏ bàng gắn liền với cuộc sống của người dân. Từ những vật dụng đơn giản ban đầu như là giỏ nón, thì giờ đây những sản phẩm đã từ cây cỏ bàng đa dạng hơn rất là nhiều và có mặt không chỉ ở trong nước mà còn vươn lên thị trường quốc tế nữa đây ạ. Sau khi thu hoạch xong, bà con sẽ lập tức làm cỏ vào gốc để chuẩn bị cho một lứa bàng mới đảm bảo nguyên liệu luôn đủ cho công việc. Số bàng đã thu hoạch sẽ được bà con vận chuyển về nhà, phơi khô, sau đó đem giã mềm mới có thể bắt đầu vào khâu đan. Những người mẹ, người dì dù đã cao tuổi nhưng còn đủ sức vẫn tham gia công việc để vừa có thêm thu nhập, vừa vui với nghề truyền thống của quê hương. 90 tuổi là bắt đầu đáng rồi. Nghề của mình nữa mà người lớn thì đáng mà người nhỏ bắt trước mà đáng thôi. Chứ mẹ là mấy chi nữa, mạnh mẽ thì đáng công ty đâu được. Còn mẹ yếu thì đang cái báo mà báo 5 tấc về 4 tấc á, mà mẹ đáng ngay được cậy hái cậy chứ rồi. Thì gọi mình cứ làm nữa mà hề là nơi mua thì quả chứ làm mua rồi thì làm đâu đi lại được. Làm quán năm được, chứ còn công ty thì mình làm đêm làm chè nữa, nên là bán nó bán chớ, chứ còn công ty thì mình. Ngày nay sản phẩm từ cây bàng đã mở rộng ra với đa dạng chủng loại mẫu mã đẹp mắt, thậm chí đã có mặt ở nước ngoài. Người dân đã thực sự sống được với nghề truyền thống của cha ông, để lại những cánh đồng bàng cứ thế xanh tươi. Đi làm nghề đệm bàng Phò Trạch ra, thì người dân đã sáng kiến ra các cái thủ công mỹ nghệ như nón, mũ, túi sắt, vân vân. Những cái sản phẩm này thì được bà con khắp mọi nơi, kể trong nước kể cả nước ngoài đánh giá rất là cao. Cái nguồn thu của bà con thì thu nhập rất ổn định đáng kể so với trước đây. Từ chỗ là một loại cây cỏ dại mọc ở các vùng thấp trũng, người dân ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền đã biến chúng thành nguyên liệu để sản xuất ra rất nhiều những sản phẩm dùng cho sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Và hiện nay đứng trước các cuộc chiến chống rác thải nhựa, những sản phẩm từ nguồn gốc thiên nhiên như thế này đang được người dân ưa chuộng. Vâng, từ một loại cây cỏ dại mọc ở vùng đất trũng ngập nước, người dân ở làng Phò Trạch đã biến chúng thành hàng trăm ngàn sản phẩm thủ công mỹ nghệ thiết thực, đẹp mắt và thân thiện với môi trường sống. Song hành cùng làng nghề truyền thống có bề dày lịch sử hàng trăm năm nay, với thương hiệu nổi tiếng là làng nghề đệm bàng Phò Trạch hay là Phò Trạch đệm. Vâng ạ, giữ lửa cho nghề truyền thống luôn là một vấn đề rất khó khăn ở mỗi làng nghề, bởi quan trọng hơn hết thì người dân cần phải tìm được nguồn thu nhập ổn định từ nghề mới có thể gắn bó được lâu dài. Thế nhưng chính quyền và người dân ở nơi đây đang từng ngày tìm tòi và sáng tạo để gìn giữ và phát triển tiềm năng của địa phương mình. Tới đây chương trình Nông thôn ngày mới cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.